Harkin, tôi là y tá chuyên về tiểu đường tại Bệnh viện Connick Westmead, Sydney, Úc, Đại Lợi. Tiểu đường loại 1 là vì cái người mình không làm ra được chất insulin nữa. Insulin tạo ra trong người mình trong cái tụy toạn, trong tiểu đường loại 1 cái tụy toạn của mình không làm ra được chất insulin nữa. Lúc một đứa em biết ra là mình được có tiểu đường loại 1 trong gia đình thiệt là buồn mình cảm thấy như là mình đã làm cái gì cho đứa bé này bị tiểu đường không phải là lý do của ai hết không phải là cái gì mình làm không có cái gì để làm để sự ngăn cản được của tiểu đường loại 1 không phải là vì mình cho ăn nhiều kẹo quá hoặc là cho ăn nhiều bánh tiểu đường loại 1 không có bị lây các anh em mình không có lây qua nhau được Thiệt là quan trọng là mình phải nhớ là cái bệnh này ở cả cuộc đời của mình Tôi biết cha nhiều có tiểu đường loại 1 lúc cha nhiều mới có 4 tuổi Cảm giác đầu tiên của tôi là tôi thiệt là đau lòng Tôi cảm thấy thiệt là buồn Tôi không biết là tôi đã làm cái gì mà tôi tự hỏi phải cái này là cái gì là tôi tự làm không? hơn nữa tôi nghĩ là hay là thức ăn mình cho Daniel ăn hàng ngày tôi hỏi mấy người bác sĩ phải là lỗi của tôi không bác sĩ nói không phải không phải là vì thức ăn mình cho ăn nhưng mà tại vì cái bệnh này là nếu mà có cái gì hoặc là như là độc hại hay là bị cảm thì cái này nó làm cái tụy toàn mình bị hư tôi cảm thấy thiệt là buồn bực mình và hối hận nhưng mà hàng ngày tôi hiểu là cái này không phải là lỗi của tôi bây giờ tôi chấp nhận là cái tiểu đường loại 1 này là vì hệ thống miễn của cha nhù nó phá cái tụy toàn Quản lý của tiểu đường loại 1 là một sự cân bằng của insulin, thức ăn và tập thể dục. Năm bước quan trọng nhất của tiểu đường loại 1 là số 1 là mình thử lượng máu cao của mình. Một người có tiểu đường loại 1 đúng ra cần thử ít nhất 4 ngày một lần. Để biết trong người mình cần bao nhiêu thuốc insulin thì là quan trọng là để mình thử cái lượng máu của mình. Bây giờ tôi cảm thấy là lượng đường trong máu mình thấp Bây giờ tôi đâm ngón tay để lấy máu ra và để vào cái cây này Bây giờ tôi cảm thấy là lượng đường trong máu mình thấp Tôi đâm ngón tay để lấy máu và để vào cái cây này và chờ 30 giây Rồi bây giờ tôi chùi cái móng tay rồi chờ thêm 30 giây Với lại bây giờ mình lấy cái cây và mình so với cái lọ cái lọ nói là cái lượng đường trong máu mình là 3 ba có nghĩa là thấp hơn 4 thì là mình cần lấy cái gì để ăn cho cái lượng đường trên máu nó cao như là mấy cục kẹo hoặc là một ly nước trái cây thuốc insulin cần chích vào một nơi có mỡ như là cái bụng hoặc là cái sau lưng cái mông một người nào có tiểu đường loại 1 là nên quan trọng là phải chích thuốc insulin bây giờ là tới giờ ăn tôi cần chích thuốc insulin insulin chích là vào chỗ cái bụng mình hoặc là trên cái mông chừng nào mình chích thuốc insulin là mình cần gỡ cái miếng này ra rồi mình vặn vào cái viết rồi với lại mình gỡ cái nắp an toàn ra Bây giờ mình kiểm tra là cây viết này xài được có một tí thuốc insulin ra. Bây giờ mình lấy một chỗ mở trong cái bụng của mình rồi mình để cây viết vào, rồi mình ấn vô cho thuốc vô, mình đếm tới 10 rồi mình lấy cây viết ra. Mọi người đúng ra là cần nên ăn uống cho đàng hoàng mà một người có tiểu đường loại 1 cũng là nên ăn uống cho đàng hoàng. Trẻ em với lại tiểu đường loại 1 đương nhiên là được sống vui vẻ và sức khỏe tốt như những các em khác. Các em này được ăn đầy đủ thức ăn như là các em không có tiểu đường loại 1 và mình hay khuyên là các em này ăn cùng giờ với lại các gia đình. Các em có tiểu đường loại 1 quan trọng nhất là các em này ăn những thức ăn mà có bột hoặc là đường. Những thức ăn này là cho cái người mình có sức chừng nào mình ăn cái này thì trong người mình là cái này nó loạ xuống thành là đường thì cái này là những thứ là mình đo như là một cái xe cần xăng để chạy thì những người cần ăn những thức ăn mà có bột hoặc đường để mình có sức những thức ăn này như là bánh mì cơm mì trái cây sữa khoai tây bốc hoặc là khoai mì cho các trẻ em mà có tiểu đường loại 1 Quan trọng nhất là các em này cần ăn cho nó đều đặn Có nghĩa là mỗi 3 tiếng đồng hồ là các em thường thường phải ăn cái gì Như là ăn buổi sáng, rồi sau 3 tiếng đồng hồ rồi ăn buổi trưa Rồi 3 tiếng đồng hồ ăn thêm một buổi Rồi tới ăn buổi tối, rồi thêm 3 tiếng đồng hồ sau nữa hoặc là hôm thôi là các em này bị làm lượng đường trong máu thiệt là thấp. Nếu mà một đứa em có tiểu đường loại 1 ăn hết những thứ thức ăn mà có chất bột hoặc đường ngay một lúc mà sau đó không ăn nữa Thì lượng đường cho máu thì lên thiệt là cao mà sau đó xuống thiệt là thấp Quan trọng nhất cho các em này là các em cần ăn cho nó đều đặn Có nghĩa là mỗi buổi sáng thì các em cần ăn Mọi người nên ăn cho đầy đủ Ăn những thứ như là cơm chung với thịt chung với rau với lại ăn thêm trái cây các em có tiểu đường loại 1 cần ăn đầy đủ cho đủ cao Những thứ như là thịt, gà, cá, đồ hủ, trứng cũng nên ăn Hơn nữa các em cũng cần ăn nhiều rau cải như là xà lách, cà chua, dưa leo, rau muống những thứ mà các em không nên ăn nhiều quá như mọi người như mọi người là những thứ như là bánh kẹo bánh sô cô la Hai thứ mà các em có tiểu đường loại 1 không bao giờ nên uống là nước ngọt hoặc là nước mía. Tập thể thao cũng là quan trọng cho tiểu đường loại 1 cho đủ đầy đủ sức khỏe. Quan trọng cũng là mọi người nên đi khám cho tiểu đường thường xuyên. Tôi quản lý tiểu đường bằng nhờ sự giúp của những người chuyên về tiểu đường như là những người bác sĩ, y tá hoặc là những người um, chuyên về dinh dưỡng ăn uống. Nếu mà không có những người này thì tôi nghĩ là tôi không có quản lý được. Trước insulin và những thức ăn của Daniel tôi theo hướng dẫn của những người Um, chuyên về thức ăn tại bệnh viện với lại những người bác sĩ. Mỗi 3 tháng thì tôi dẫn Daniel đi vô gặp bác sĩ để kiểm tra của tiểu đường loại 1. Lúc tôi gặp bác sĩ thì bác sĩ hướng dẫn là Daniel cần bao nhiêu thuốc insulin và theo chuyên khoa dinh dưỡng, tôi vẫn còn cho Daniel ăn những thức ăn tốt như những của sự giúp đỡ của những người này thì tôi cảm thấy là tôi quản lý được tốt mà cha nhiều cũng vui mà như vậy thì tôi cũng thấy vui Trong tiểu đường loại 1, cái lượng đường trong cái máu của mình có thể lên cao hoặc là xuống thấp. Thường thường là mình muốn nó giữa 4 với 8. Nếu mà ở dưới 4 thì mình cần trị tại vì cái đó là thấp quá. Nếu mà cao thì có thể là vì mình ăn nhiều quá hoặc là không có đủ thuốc insulin hoặc là không có tập thể thao nhiều. lượng đường trong máu mình có thể là lên cao là vì mình bị bệnh nếu mà lượng đường mình cao hơn 15 thì mình cần thử cho ketones nếu mà mình có ketones thì cái này có thể là nguy hiểm và mình có thể là bị bệnh nặng Để quản lý tiểu đường loại 1 là một đứa em cần chích thuốc insulin mà cũng là quan trọng là các em nên ăn cho nó đều đặn. Một người nào mà chích thuốc insulin mà không ăn là đường lượng đường trong máu thì là thấp mà cái này thì là nguy hiểm. Lúc cha nhiều bị bệnh thì tôi để ý là cha nhiều không có vận động như thường, cha nhiều cảm thấy như hơi bực bội hoặc là ngồi yên một chỗ như vậy thì tôi biết là cha nhiều có lẽ là bị bệnh. Chào, tôi tên là Ben, tôi cảm thấy chóng mặt hay là bây giờ tôi cảm tôi thử cái lượng đường trong máu. Bây giờ tôi sẽ đâm cái móng tay để cho chảy máu. Lượng đường trong máu là 3.0, tôi vẫn còn cảm thấy chóng mặt thì bây giờ tôi nên ăn cái gì cho đường máu lên cao? Tôi nghĩ là lượng đường trong máu tôi cao là lúc tôi ăn nhiều quá hoặc là không có đủ thuốc insulin hoặc là mình không có đầy đủ tập thể thao. Lúc mà lượng đường trong máu tôi cao, tôi cảm thấy đau bụng hoặc là khát nước, với lại tôi cần đi tiểu nhiều như vậy là tôi biết là lượng đường tôi cao. Lúc tôi cảm thấy là lượng đường cho máu mình cao, tôi thử máu nhiều hơn. Với lại nếu mà cao hơn 15 thì tôi thử cho ketones. Nếu mà có ketones thì tôi gọi điện thoại cho bệnh viện. Lúc cha nhiều bị bệnh thì tôi phải thử cái lượng đường trong máu Nếu mà cha nhiều từ 4 tới 8 thì tôi biết là không có sao Nếu mà thấp hơn 4 thì tôi phải lấy cái gì ăn mà có chất bột hoặc là đường Để cho đường trong máu của Daniel lên cao hơn Lúc Daniel bị bệnh như là ói hoặc là bị sốt thì tôi phải gọi điện thoại cho bệnh viện. Tại vì nếu mà Daniel đang ói thì những thức ăn của Daniel ra nhưng mà chất insulin còn trong người. Như vậy là cái này là nguy hiểm. Lúc Daniel bị bệnh mà tôi dẫn vào bệnh viện thì bệnh viện hay cho nước biển hoặc là đường cho lượng đường trong máu của Daniel lên cao. Lúc mà Daniel bị bệnh mà tôi nói chuyện với Daniel thì tôi thấy là cái miệng nó thiệt là hôi. Lúc Daniel bị bệnh mà tôi nói chuyện với Daniel thì tôi thấy là cái miệng thiệt là hôi mà tôi biết là tôi phải thử cho ketones. Cái cuốn sách này thiệt là tốt, cái cuốn sách này có những chi tiết tôi cần biết gấp. Xin chào, tôi tên là Ben, tôi 14 tuổi Tiểu đường loại 1 không có ảnh hưởng tới đời của tôi nhiều lắm Tôi vẫn cần được đi bơi, đá banh và đi chơi chung với bạn Tiểu đường loại 1 không có ảnh hưởng đời của tôi như nhiều người nghĩ Tôi vẫn còn đừng ước mộng của tôi Tôi muốn có quyền đừng làm người bác sĩ hoặc là người cảnh sát Nhưng mà mình vẫn cần phải nhớ là mình có tiêu đường loại 1 mà mình vẫn cần phải cẩn thận Mình vẫn cần sống bình thường từ hàng ngày